Dạ bỏ khúc đây nè anh, anh lên khúc đây à. Đó, lên chồng nó hỏi là cây này chỉ à. Này em biết bài này không? À. Mấy chú tới nhà đây giờ ngoại cũng cầu chúc cho cháu ráng học ráng học rồi lớn rồi mình học rồi cho biết cho thành tài. Nhà tràng rám nắng. Rồi, mến chào quý cô chú anh chị cũng như các bạn đã trở lại clip tiếp theo của Châu và Bằng. Thì hiện tại bây giờ em Bằng đang ở có mặt ở tại bến đò Cầu Đá đó, đi qua bên Hồng Miếu Bãi Dông đó, đi tìm cái nhà người quen cho anh Duy Phạm đang định cư ở nước ngoài. Thì chuẩn bị cứ lên chiếc tàu Tùng Hiếu Niên nè. Thì cứ cái bến đò này cũng giống như mọi khi Nha Trang tắm nắng thì cũng làm nhiều clip rồi. Thì cứ bến đò này thì cứ nằm tầm khoảng 10 đến 15 phút là có chuyến đò chở bà con đi qua bên từ đất liền đi qua đảo. Đó thì sáng nay hai anh em đi qua đó để tìm nhà người thân thôi, tiếp tục và mời quý cô chú anh chị theo dõi nha. Đó thì hồi nãy giờ ngồi trên đò thì quá trình nằm tầm cũng mất khoảng 10 phút. Chắc không tới 10 phút, chắc khoảng 5 phút. Đó 5 phút thì cũng đã giờ đến tại cái bến đò chỗ đảo Chí Nguyên. Đó để chia sẻ hình ảnh xung quanh là tàu đò rất là nhiều. Ghe thuyền. Tôm đó còn mực sống, còn bữa mực sống rồi đợt này chưa đi ra khơi đậu đó, rất là nhiều. Để bỏ khúc đây nè anh, anh lên khúc đây à. Đó, lên chồng nó hỏi là cây này chỉ à. À nghĩa là bây giờ đi vô thẳng chờ là rẽ trái hả chị hả? Đó thì trước khi đến nhà của bà thì cũng phải hỏi thăm nhiều cô chú anh chị trên đò. Rồi giờ tiếp tục xuống bên đò nha. À, mấy anh em từ đất liền đi qua đảo nhậu nè. Làm gì? Liêu á. Nó giỡn nhậu bên Nha Trang chứ. Nha Trang bây giờ đi qua đảo nhậu hả? Tao quay cho anh, nó quay lên sóng luôn nè. Dạ. Sóng hai em. Con cái rượu bị đẻ nè. Cái con về nè. Đây. Rượu lên chơi anh. Nắm lên chơi á. Rồi, chúc anh em ngon miệng nha. Rồi, mến chào anh Duy Phạm. Bây giờ hai anh em cũng đã tới được Bãi Dông của Hòn Miễu. Bây giờ thì để đi tới hỏi bà con. Tại vì là ở trên này không có địa chỉ. Và anh Duy Phạm thì cũng không cho số điện thoại. Thành ra anh có gửi cái hình của bà ngoại của anh. Thì bây giờ tới đây chắc phải hỏi bà con. Và những người nào mà lớn tuổi hay chỗ nào mà có tập trung đông người biết đâu người ta biết. Anh có miêu tả là tới chợ. Đây tới chợ quẹo trái ở Bãi Dông. Đây khu chợ này bán buổi sáng, đến này chắc cũng vãn rồi. Chủ yếu là buổi sáng giấc từ 6 giờ đến 8 giờ đông. Đây quẹo sáng giấc này là 10 giờ rưỡi cũng vãn bớt rồi, ta cũng dọn bớt rồi. Để bà chim đi luôn em, để bà cho. Còn tìm cô bánh chè. Em ơi cho hỏi thăm cái nhà bà này em biết bà này không? Bà là đúng không? Không, bà Lại. Bà Lại hả? Bà Lại. Bà cách đây mấy căn hả? Từ đây tới đó mấy căn em hả? 4 cái nhà hả? Nhà bà Lại hả? Rồi, cảm ơn nhiều nha. Còn cái nhà lầu anh. Rồi. Đó thì cũng hỏi bà con. Thì chỗ đây trong trên đảo này bà con cũng biết nhau hết. Nhất là những người lớn tuổi thì mọi người đều biết. Bà tên Lại. Lại chứ không phải là. Tiệm chát đầy quá. 4-5 căn cái nhà. Chắc đây. Tới đây hỏi tiếp. Tiệm chát. Cho em hỏi nhà bà Lại ở đâu à? Thêm. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Lên thêm 5 cái nhà nữa hỏi. Ở đây có quán nước rồi. Hy vọng hỏi bé đó biết. Em ơi, cho anh hỏi thăm nhà bà Lại ở đâu à? Nhà bà Lại. Đây. Đây cái nhà cái sơn hồng hồng này phải không?
rồi, ok. Rồi, cảm ơn em nhiều ha. Ồ, quán nước đẹp quá ha. Có cái phòng ở sau này là biển kìa. Ừ, view biển đàng hoàng. Vừa bán nước ngọt. À, nước ngọt. Đây, không gian rất là đẹp. Mấy cái ghe mạnh lớn ghê. Sáng nay nước trong, trời nắng to đẹp. Bà lại. Thưa bác, có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Chú ơi, cho con hỏi thăm tí. Bà. Thưa bà. Nhà bà lại đúng không? Có anh Duy Phạm ở nước ngoài á, kêu bà bằng bà ngoại. Muốn gửi lời thăm bà. Tụi con làm YouTuber ở Nha Trang á, ảnh biết tụi con trên mạng. Ảnh muốn là tụi con qua đây ghi hình bà để gửi cho ảnh đỡ nhớ. Thứ nhất là ghi hình cái đạo Trí Nguyên mình, thứ hai là ghi hình bà ngoại. Đạo bến. Duy kêu bà bằng cháu ngoại. Bà nhớ không? Duy Phạm. Tài khoản Duy Phạm. Duy Phạm là gì, là thằng ấy, là con năm hả? Bà có mấy cháu ngoại bên đó? Chắc nhiều hả? Nhiều lắm, coi như là cháu nội là tới con năm tới năm đứa rồi. Ồ vậy hả? Con của ông Sở là hai đứa nữa rồi. À. Bên đó thôi. Thằng à, sống ở nước nào hả? Thằng Duy thật nào Mỹ. À, ở Mỹ đúng rồi. Dạ. Thằng Duy thật nào không biết rồi. Có gửi hình cho con đây nè, hình của bà. Không phải hình của anh Duy mà là hình của bà đây nè. Đó kêu bà lại ở đúng bà gì nữa. Đúng đó. Tại vì có thể là bà nhiều cháu quá mà có thể là bà kêu tên là tên ngoài, tên ở nhà, nhưng mà là cháu thì luôn nhớ đến bà đó, thì cháu ngoại, cháu nội. Bà đang ăn cơm à? Còn anh là gì? Con anh là con. Mấy đứa đó là em hết bên đây luôn. À dạ. Thằng thứ năm, thằng thứ sáu, đứa gái thứ bảy. Dạ, mà mấy con người còn đâu đứa nữa, dạ con con bên Nha Trang á. Sinh dạ. bà về sinh ra là có sáu người con. Mà bên đó giờ là bốn người. Chú nói chuyện chút, còn lấy con nói chuyện vài sao. Bên đây còn hai người. Thì anh thứ mấy? Thứ tư. Anh tư. Còn ở đây còn bà chị ở đây, chị ba. Chị ba, anh tư còn ở đây, còn lại là bốn người thì sống ở Mỹ. Thì bốn người đó thứ sáu, thứ bảy, thứ tám là bên Mỹ hết. Như vậy thì là anh Duy cũng sẽ thấy là kêu đây là bằng cậu, đây cậu ba, cậu tư ha. Đúng, cậu tư. Cậu tư, bà ngoại. Thì con cháu mà ở bên đó về không được nhớ lắm, thành ra cũng muốn được tụi con ghi hình để gửi qua bên đó. Thứ nhất là ghi hình của bà ngoại, ông cậu, rồi bắt đầu ghi hình đảo hàng xóm rồi đó. Nói chứ đi xa nhớ lắm. Mình ở đây thì mình thấy ngày nào cũng gặp, mình thấy bình thường. Cháu mà nhớ đến bà, nhớ đến cậu là quá quý rồi. Thì hồi đó là bà có gửi cho qua bên đó cái hình này không? Thì đó, con cháu. Bà ông gì phải không? Dạ. Thằng Đô La mẹ ơi. Đô La là gì đó, năm Bảo á. Bảo rồi cái ông vợ ấy kêu mà đặt phạm bao gì thì đó chắc cái chắc đó là, quá như vậy là dần dần là bài đó, đó. Là... rồi chia sẻ với Đô La thực tế thấy đùa thôi, chứ cũng mới gặp bà ngoại với cậu thì cậu bảo là tên Duy là tên Trong, cho nên là thực tế mới tới đến thì bà ngoại cũng ngỡ ngàng. Thì khi mà sau khi nói chuyện rồi thì bà ngoại mới biết là tên đó là tên Đô La. Nhớ lại bao Duy á, là bà bảo Duy là Đô La ha. Đô La đã bây giờ hình ảnh của bà ngoại nè, Duy với cùng với gia đình bên đó coi nha. Bà ngoại là vẫn khỏe mạnh vui vẻ. Với hơn nó có một câu chuyện rất là thú vị, ngoại mới kể là tên Bảo Duy là sinh năm đó là năm Bảo đó bà. Nên năm Bảo ông Duy rồi đặt cái phạm Bảo Duy luôn. Hoài kêu đô la. Đúng rồi, qua Mỹ xài đô la đúng rồi. biết trước qua Mỹ luôn rồi đặt tên đô la. Bên này cái học kêu đô la ra cho mình tiệp tên trong giấy tờ là phạm Bảo Duy. Dạ. Ô trên tên tự nhau.
À, Phạm Duy đúng rồi, thì tài khoản email là Duy Phạm là phải là tức là Phạm Duy đó. Thì thường người ta không lấy cái tên năm nay nó có 14 tuổi này. 14 tuổi. 14 tuổi tức là cũng học chắc là lớp 9 nè. À, học năm mấy và bệnh giờ hôm giờ cũng học mở mạng học chứ không cái trường. Thì bây giờ cái... dịch bệnh nè. Bà ngoại đây được mấy mươi hả bà ngoại ha? 88 rồi. Ồ 88. Wow, khỏe ha. À. Mình mở nhìn đưa hình bữa nãy đưa hình đưa bà nhìn ra biết à đi đứng ăn uống rồi có đỡ không bà đó ăn uống là được không bà ăn ăn rồi cũng ăn bệnh tiểu đường á có tiểu đường đồ con thành ra ăn cũng ít hơn nhưng mà nhiều dạ ăn cũng ít ăn nhiều lần à cũng đi uống thuốc mấy hả uống thuốc ở trên bệnh viện rồi cái okay, tao giờ nói mà tôi run tôi không có con thôi tôi ngỡ tôi chạy tôi sợ tôi thấy lạ tôi sợ đó thì cũng chia sẻ thêm với Duy á thì đến khi mới đến á thì bà thì cũng rất là ngại bởi vì thấy người lạ mặt bản thân anh bằng cũng như anh Châu thì đến đây thì cũng lần đầu tiên bà ngại cứ sợ là người lạ vô nhà nhưng mà cũng may mắn là hôm nay là có cậu ở nhà cho nên là bà cũng an tâm điều đó chút đúng ra là tụi con nếu có số điện thoại á là tụi con liên lạc trước để xin phép ra qua ghi hình để cho khỏi đường đột nhưng mà là con nhắn hỏi số điện thoại của Duy á là Duy không có biết số hoặc là không trả lời thì con nghĩ là con tranh thủ con rảnh con qua chứ chờ mà đến biết số điện thoại biết chừng nào thì bây giờ cháu đó thì đang nóng lòng muốn được thấy mặt ngoại cũng như cậu mà mình chờ hổm giờ không thấy số điện thoại thôi con qua luôn bị lại con biết có cái hình rồi có cái tên mà nói ở Bãi Dông gần chợ là con nghĩ là con qua chắc có lẽ là cầu bà ngoại gì gửi lời chúc sức khỏe mấy anh chị bên đó thì chắc là em nhận vậy nó ở với gì ba má nó cũng ở với gì với nó thôi ở đây giờ cũng nói với mấy cháu giờ cháu nó bệnh nó cũng nhớ hoài giờ nói mà ba má nó với lại hoài đồ cũng hoài nói cũng hoài cũng khỏe cháu cũng vui vẻ gì cũng mừng rồi cũng mừng cháu có gì mấy chú tới nhà đây giờ hoài cũng cầu chúc cho cháu ráng học học rồi lớn rồi mình học rồi cho biết cho thành tài để tới chừng tới hẹn mình làm chứ không học không được không học qua là khổ lắm con dạ Duy nhớ không ráng học nha mà gọi dạng chứ mà tôi thấy cái áo còn kia thành là thấy cái áo ở nhà có cái áo mặc cái áo dài đó thành hình đó áo dài đẹp lão chứ con dài. Đưa ra trên tàu cũng đưa ra mọi người biết liền nói mà lại chẳng mày đưa ra cái mấy người biết nên thấy cái mặt hay cái áo biết dạ ta nhìn biết chứ chắc là bà sống đây lâu mà ở đây chắc cũng nhiều người quý mến ra đưa ra là ta biết liền ở đây là bà lớn tuổi là lão làng trong làng cho nên là nãy đi qua đỏ anh em cũng mở hình ra chạy hỏi thăm đến nhà bà thì thực tế là con đối với nhà bà là chỗ nào thì giờ bà con trên đò thì người ta chỉ đây là cháu nó thì cũng về coi như là mấy bữa là cũng 5-6 bữa trước là cũng có điện về đây nói chuyện với em nó nói chuyện là có đô la đã là tên gì đó cũng nói chuyện cũng biết mà phải như anh em mà có còn chị ruột của nó bên này nhắc đi học bằng lái nó học đi bằng lái để nó có bằng sau này để đi về bên đó đó thì con đó là thứ hai mà coi như là tức con em là biết ba còn nó là bên đây thằng thường gọi kêu đô la không chứ còn cái tên đó tên trong á nghĩa là chị hai của đô la là đang đi học bằng lái ha chuẩn bị qua đó cũng ở đi luôn ở dưới ngoài luôn cũng ở dưới ngoài luôn á hả ở dưới ngoài luôn thế thì cậu chia sẻ chắc Duy cũng nghe rồi đó chị đang học bằng lái cho nên hôm nay đến thì chỉ có bà ngoại với cậu ở nhà thôi chứ không có chị hai chắc có lẽ là đến đây con cũng xin đến đây thì trước hết là cũng chúc sức khỏe bà với cậu nhiều sức khỏe nha để lát con ra ngoài quay những cái cảnh xung quanh hàng xóm chút để cho Duy cũng như bà con bên đó để nhìn thấy được rồi chia sẻ với Duy nha bà bà mới bà hồi nãy đi đến đó thì anh Châu cũng đưa cái hình mà bà cái áo này thì bà bây giờ bà khoe nè đó cái áo thần thánh của bà đây thấy chưa cái áo này bà may được bao nhiêu năm rồi bà ha cái áo đây còn như vải mà nó gửi về mình đây mình may á vậy bây giờ chắc luôn hả để gấm Thượng Hải con gấm Thượng Hải gấm Thượng Hải đó thì quý cô chú đó thì quý cô chú anh chị cũng như các bạn thấy không cụ thì hôm nay thì 88 tuổi rồi đó thì
Thì bởi vì cái áo này là cũng đã cụ đã từng mặc chụp hình cho nên là nó cũng để mà chia sẻ cái hình ảnh đẹp này. Áo thật ảnh các bạn đó. Dạ rồi, bà là thật cất đi. Dạ. Ai xin không cho mượn đâu, ai mượn không cho đâu. Đó thì để chia sẻ thêm với Duy nha, đây là cái quang cảnh đó, trước nhà mình. À. À, đây là quang cảnh toàn cái nhà mình nha Duy nha. Con chào cả nhà nha, con ra con quay cái cảnh biển trước tàu về rồi sáu đàn, con quay chút nha. Thank you.
Châu và Bằng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến hết video này. Nếu thấy hay, đừng quên chia sẻ và bấm đăng ký để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo trên kênh Nha Trang Rám Nắng.